dùng ứng dụng hẹn hò như xổ số vậy. Bạn sẽ vớ được ai? Rhonda! Chà, bóc bỉ! Ross của mình đó, gặp trên Tinder ấy. Các cô bé, đi thôi Rhonda, kẻ bại trận kìa. Cái gì vậy? Mình cũng có crush tuyệt phẩm luôn chứ bộ. Crush của bạn cũng có thể có mặt ở thang máy. Wow! Chào, đi vui vẻ. Cho mình hỏi là mấy giờ rồi? Gì vậy? Chúng ta bị kẹt rồi. Ồ không, chúng ta sẽ chết mất. Cứu, mình bị chứng sợ không gian hẹp. Chúng ta chết ngạt mất. À, chúng ta ổn rồi. No cành không? Ngon tuyệt, tính tiền đi. Mình cũng thích. Hóa đơn đây ạ. Tính thử. Phần em là 39 đồng và 83 xu. Bộ anh là kế toán hay gì? Để anh tính lại thử xem. Ủa đúng mà. Tiền thừa nè. Thật là buổi hẹn lãng mạn ha. Chào. Chào Alice. Em xinh quá. Vui vì em đã đến đây. Ủa, ở tôi xong. Anh đâu quay lại liền. Sushi, anh xin lỗi vì làm em đợi. Em đặt món gì vậy? Món mì pasta ở đây ngon lắm. Ừ, anh quay lại liền. Alice, anh ổn rồi. Uống mừng ngày hẹn của chúng ta đi. Xin lỗi, thiên nhiên gọi anh nữa. Sushi, chúng mình tới đâu rồi ha? Cùng uống đi. Anh ấy đi đâu rồi? Cho mình xin hóa đơn đi. Mình đang đi tìm Sean. Ha, thiên nhiên gọi anh ấy hả? Lừa dối. Đồ bắt cá hai tay. Ủa, không xong rồi. Ở phòng thể dục cũng có crush của bạn. Nhìn những người mạnh mẽ và nam tính này nè. Chào, em cần giúp gì chứ? Có ạ. Em không cố ý. Thử lại nha. Chào, anh chỉ cho em cách đánh với nha. Được chứ. Nắm chắc nắm đấm về trước, hiểu chứ? Đấm đi. Ủa, anh đâu rồi? Ủa chà. Này tập xong rồi. Đây là lúc thích hợp cho một nụ hôn. Trừ khi người bạn thích là nha sĩ. Há miệng tôi nào. Anh thấy sâu răng nha. Không, anh lầm. Em có răng hàm tuyệt vời. Xin chào. Kia. Mình là Sholly. Rất vui được gặp. Ủa, thực đơn đây. Cảm ơn nha. Alice, em ăn gì? Wow, chiếc bàn đắt đó nha. Nhưng Sholly sẽ hạ cậu thôi. Chỉ cần một nhát chặt là xong. Đò ván. Anh sẽ đón em lúc 6 giờ. Anh đi bằng chiếc BMW màu đỏ nha. Wow, chiếc xe mơ ước. Em xong ngay nha. Mình nên mặc chiếc nào ta? Màu đỏ, hợp với xe nè. Em đến với anh đi, hoàng tử trên chiếc BMW màu đỏ. Chào baby. Anh trên chiếc BMW nè, lên xe chứ. Không phải chiếc mình mong muốn. Cậu có thể tìm được Russ ở cửa hàng nha. Cậu bạn này phong cách thật. Chào, cậu là người mẫu sao? Thảo, mình là Thành. Mình nghĩ cậu cũng đang nghèo. Thiệt biết giỡn mình chắc. Đây là buổi hẹn hò thật lãng mạn. Cho đến khi điện thoại anh ấy reo lên. Ai vậy anh? Đừng lo lắng. Là bạn gái của anh hả? Đồ lừa dối.
Chào bé cưng. Mình thích anh bảo vệ này rồi nè. Phải làm ảnh để ý mình thôi. Nhìn nè, em đang giấu lon soda trong túi. Phạm vi rồi nè. Đúng vậy, đến đây. Cái gì? Nếu như em lấy cả bánh quy nữa, anh sẽ bắt em chứ hả? Em bỏ cuộc là em nè. Tìm em đi. Cô có thể đi, máy giò bị hư rồi. Đừng lo. Được thôi, để mọi thứ lại nè. Mình thích cậu nhân viên này. Chào, cậu có thể lựa giúp mình chiếc váy được không? À đây ạ. Thử cái này đi. Mình đang tìm chiếc váy gợi cảm chút xíu. Được. Thử này nha. Wow. Phòng thay đồ đây. À, cảm ơn. Buổi chiều vui vẻ, mình giúp gì được? Ở mình có cỡ khác không? Xin lỗi, tụi mình không có. Cái gì? Rose mình đang tán tỉnh người khác. Sao cậu dám? Vậy thôi, mình không mua gì hết. Đồ lừa dối. Anh ấy đâu ta? Sao muộn quá vậy? Xin chào. Thật đơn. Cảm ơn. Chờ chút. Nè. Chờ chút nha. Xem nào. Ôi, mình chẳng thể rời khỏi đây được. Cần đánh lạc hướng. Sắp bắt được rồi. Nĩa của em nè. Rush cũng có thể ở chỗ làm. Wow, người trong mộng. Này, cậu đi đâu vậy? Mình phải giữ cậu ấy lại. Bay đi, bánh quy. Quý khách, chờ đã. Cậu chưa tính tiền bánh quy. À, đúng vậy. Mang tới thu ngân đi nè. Cảnh sát, có người trộm vặt. Hãy giam anh ấy lại. Không thể nào. Mình yêu Jimin quá. Mình thích cho cậu nha. Cái gì? Cậu ấy cũng thích mình á. Đúng là ngày đẹp trời mà. Tụi mình gặp nhau chứ. Quán cà phê ngày mai nha. Đúng là đỉnh quá mà. Em đây rồi. Chào. Em muốn xin chữ ký không? Được chứ. Xong nè, tiếp theo. Tụi em yêu anh. Mình chụp hình nha. Rose của mình mà. Không, là của tụi mình. Levi, mình cảm thấy có sự kết nối giữa chúng mình đó. Mình cũng vậy. Đây là nước uống của bạn. Rhonda, chờ chút. Chúng ta chưa chia tay mà. Nhớ những lúc bên nhau chứ em. Anh vẫn còn yêu em lắm. Hãy tha thứ cho anh nha em yêu. Em cũng còn yêu anh nữa. Mình đi đến Vegas nha. Còn hóa đơn đây ạ. Tự nhiên mình phải trả tiền. Xui quá, xui trời ơi. Lớp học thể dục. Tập trung nào, đây là Alice. Wow, mấy đứa mọt sách này dở thể dục thật chứ. Mình phải đăng lên TikTok mới được. Ai đâu cứu với. Được rồi Annie, mình sẽ cứu cậu cho. Không muốn cậu bị ngợp đâu. Wow. Wow, quả là ngày tuyệt nhất trong đời tớ. Alice ơi, cứu mình. Mình sắp ngủm nè. Mấy cậu tự chịu đi nha. Bạn có thích hành trình tìm crush của tụi mình không nào? Hãy để lại bình luận phía dưới và nói về những tình huống đã xảy ra trong bữa hẹn của các cậu nha. Và đừng quên nhấn thích video này, theo dõi kênh của tụi mình.
Cũng đừng quên nhấn nút bật thông báo để không bỏ lỡ những video hài hước mới từ Trum Trum nha.